chơi nó thèm chứ. Xin chào tất cả các bạn nha. Hello các bạn nha. Các bạn ơi, đậu vụ giống mấy người lại. Các bạn ơi, thì thằng Lùng với thằng Đen và quay phim, ba anh em nó là rủ mình vậy bạn. Tặng trên ma thằng Ku Vàng nha. Thì bữa hổm mình cũng vô tình thôi các bạn, mình bắt được cái lạch của nó. Là bữa hổm là mình điện nó vô nhà mình đấy bạn, ăn cơm cái tối á, cái nó chạy ra đây xong nó kể với mình một câu chuyện, nói chung là á đù bắt cười không nha. Nó nói em chạy từ nhà trọ em chạy ra cái chỗ có giường mà vắng vắng đó, em gặp bà kia đang gội đèn lấy củi, trời ơi trời, em muốn dùng chiếc xe em chạy vô tỏi mình làm gì mắc tới, gặp bà không thì xe em chạy chứ ma. Bởi vậy suy luận tiếp luôn, bắt được lạch này. Bởi vì hôm nay ba bố anh em mình cùng nhau hợp tác lại để thử nó coi nó có sợ ma không nha bạn. Nói chung là mình chỉ thử thôi nha, thử coi nó có sợ hay không là viết liền nha bạn. Nếu mà như mà nó mà sợ ma ha là từ đây đến sau là tới công chuyện thôi, đúng không? Còn nếu mà nó không có sợ ma ha là tới trong chuyện ông nội này nè. Nếu không sợ ma coi như anh em mình quỳ vú, mình có đâu có lỗ lãi gì đâu, gặp như quay phim hổng mình thử giữ đi cha đâu, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ quá tràn trong khu Lùng thành một con ma ghê gợn, để nó vô trong tủ lạnh nó ngồi nha bạn. Rồi mình sẽ điện thoại cho Ku Vàng vô để kêu nó quay ẩm thực đêm nha, để vô nó gặp cái tình huống mà con ma đang ngồi tủ lạnh, thử coi nó phản ứng như thế nào, nó có sợ gì không nha bạn. Rồi mời các bạn cùng đón xem màn tròn của anh em mình hôm nay như thế nào nha. Ê, dính mặt nạ đang hồi lùi luôn á, vừa thôi chắc là vừa thôi, tại vì cái này nó dính lắm. Dính nhẹ tiền á, đang đã tiện trời đủ. Quay phim sao nó hay dữ ta. Ở đây ta thường lợi dụng như mày. Ê, bấm vú hầm hơi không? Hai uống sương sương cây này mới đen dữ. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải tắm cái bò rồi á. Nó mới thấm dữ thằng lên. Thấy nãy nhảy xuống nào bò lên ta, này nó chưa hấm mấy không? Nó lên gì đúng hả? Mồ hôi á, cái tiếng mồ hôi á. Dữ trời. Trời cái gì ba chứ. Mày gọi nổi điện nè. Hủ á. Cái chỗ mà mồ hôi đó. Giống như hình xanh vậy. Nó không có ra. Ghê không? Ở dơ. Mà làm hố gì chạy. Chạy một lần không, ông chạy nhiều là nó không dính đâu. Thì thôi. Chạy qua một lần vậy thôi chứ đừng ông chét nhiều cái là không dính. Nãy giờ chạy nó hoài luôn á. Thì thôi. Chứ gì nữa. Một lần á. Chạy á. Một lần á. Đó, đừng có chạy nhiều quá. Một lần á. Thì một lần nó có gì đâu. Một lần á, một lần có gì đâu. Cái thằng Ku Đen xài hao trời nó xài chưa hao miếng luôn á. Đúng rồi, ông này xài hết nguyên bịch của người ta rồi chưa hao nữa. Chạy một lần thôi em xài. Chứ mà lại một chuối ông chết nhiều quá nó không có dính đâu, nó nách lên trời ra trời, nó nách lên cậu con nách của mày, trời ơi trời, tao xài ít men không á, mày dùng ô bô không chứ men gì đó, mình lên sai rồi tha tay vô đen luôn, rồi bấm đi rồi trời ơi thầy tao tới chị luôn hả, tôi để luôn đậu xanh mày, nãy tao tha mỏng vậy nó không qua đây luôn, qua đây luôn khủng mày tha luôn hả? Rồi chơi đuôi luôn. Chị lớn hết trời. Hồi tôi nắm cái giò nó một cái là tới công chuyện luôn. Đang chưa đại ca. Còn cái giò dây không tha luôn. Ta phải tha luôn. Phận ngủ ở trên ma giống như tao xin trời tao. Luôn. Ông không thấy hả? Mà hổm gà ông cho tụi tôi chơi chán hả? Tao chưa cho luôn. Giờ tôi kiếm đầu cho không? Thay đổi không khí rồi. Chứ thằng hoài sợ ma hoài, mới mốt ông đừng chơi con tôi đi. Tụi là ban luôn mày. Cụ còn nó bốc hết xịt hả? Trời ơi trời kia mến. Đúng luôn. Nắng đồ dò. Đúng. Trời ơi trời. Gì ông đậu gì hả? Tiếu nữa. Gì ba? Nó giống bác sĩ nè. Giống lội sĩ nè. Lội sĩ. Gì ba? Khủng. Đi tôi đầy mặt luôn á. Nó bắt chuột tôi. Cái giò gì mà giống mình cái cần cái gì? Cái cha niêu vậy. Nó hụ luôn đúng không anh? Ok rồi. Quá đen luôn hả? Hụ đen giống cày dữ rồi. Giống mình cày đâu vậy? Ok. Đen rụi hết. Bữa nay còn chưa đen mấy nè. Còn cái mặt nữa. Nó đi lên lớp gì đó đen nè. Ông phải tha cái mặt luôn. Đúng không? Mặt nạ thôi. Tha luôn. Tha cái mặt luôn. Tha mặt luôn. Đúng không? Tha lên hai lớp nó dính lớp luôn. Không biết gì không? Đôi khi nó tiếc. Chứ nó thèm. Đầu ngày của nó không biết rồi. Bà than hoạt tính rồi sợ gì? Nó nhăn không có trà. Nó nhăn cái gai nó cái đen còn lùi như cục than luôn á. Ok. Rồi. tao biến ngay bụng nó là lũ thiệt đó. Ủa xị ông nội nè, tha ổng rồng tối ngày luôn trời. Ổng xanh ra quá liền chứ. Ok không? Yeah. Rồi, bây giờ là mấy anh em mình sẽ lên để chuẩn bị công đoạn các bạn, rồi sẽ điện thoại cho Ku Vàng vô để anh em mình thực hiện thử coi nó như thế nào nha. Các bạn ơi, thì anh em mình đã quá tràn xong nha. Thì tủ lạnh anh em mình đã bưng ra hết trơn nha bạn. Thì vàng đen nó sẽ là đeo cái mặt nạ này nha, còn lùng nó sẽ đeo mặt nạ này, lùng sẽ chui vô tủ lạnh, còn đen sẽ nứt ngay cầu thang nha. Ok không? Bây giờ mình sẽ điện Ku Vàng cái này này, thử coi nó đang làm gì. Nói chung bữa nay anh em mình chỉ mới là thử nghiệm nha. Nếu như mà nó sợ ma thiệt hay là nó tới công chuyện với anh em mình, tại vì sao hút bắt dạ luôn, má hút luôn. Hello anh Sàm. Ủa đang ở đâu Ku Vàng? Đang ở nhà anh Sàm ơi. Tủ đang làm gì vậy? Đang ở nhà bấm điện thoại. Trụ ngầu nữa. Thôi bây giờ chạy vô trong chòi đi. Anh em mình quay ẩm thực đêm. Có lý gì không anh? Ừ, mình vừa quay mình vừa ăn luôn. Có lý gì không anh? Rồi lại em siêu. Rồi rồi chạy lẹ vô nha. Rồi rồi ok. Rồi. Rồi thế là xong cục xà bông nha bạn, dính trưởng nha. Nói chung là đơn giản nhẹ nhàng không khói là Ku Vàng lọt bẫy anh em mình liền. Bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ để lên đồ để vô nơi vị trí đó nha bạn. Rồi lên đồ cái phòng lý để Ku Vàng vô tới là anh em mình bể dù đi nha bạn. Mà nói giờ mới muốn hút được chừng nào hay. Đó thì nói chung là trang giấy trắng thì anh em mình sẽ cho nó thành trang giấy đen nha bạn. Trang giấy trắng đó lên đây khổ rồi. Trang giấy trắng đây còn đâu. Nhìn mặt ma dễ cử vậy. Ủa không nữa. Ông tóc lên nó ghê. Đây bây giờ mình sẽ đổi tóc cho tròn lùng luôn nha bạn. Trời ơi trời ơi. Ông còn nhớ cái bộ tóc này ông đã xây xưa xây đóng với tôi chứ. Ừ đúng rồi. Xây đóng đóng xây không? Ừ. Vậy trắng đến đến đây hả vậy vậy? Chú Văn thấy mình có trang ok chưa Văn? Chú Văn cho tôi vô. Đợi đi, cho ông lùng cho chú đi. Ấy mà tôi giá sao cho này cô dẹp ủa thấy đậu tự nhiên vô lỗ rồi. Đây ơi, dẹp đậu hết nhớ dẹp đậu luôn hết nha. Hồi nãy quét cái đó cho ta, quét cái hai cái. Quét rồi. Dạ, trời ơi, vô không. Cút dây điện ra thôi. Cút chi? Quên. Cút dây điện ra. Đụng hồn đúng ở đây nè, đậu xỉ đó. Ừ, đúng rồi. Cút chưa? Rồi tiền hậu đây nè, bỏ đây nè, tới chuyện nè. Quên. Trời ơi, giấu liền. Đậu nãy dẹp luôn rồi phải không? Rồi. Rồi xuống này xong rồi tôi lạnh bỏ nha các bạn. Rồi hết em dục luôn quá. Ê lỡ đó kìa. Chắc tôi lạnh rồi chắc em dục luôn quá. Chắc đi qua. Rồi tôi nghĩ chắc ma này em dục luôn quá. Qua cái này chắc cái mửa đất chồng cũng quay luôn quá. Tôi giá ông gì? Giá trời. Ông ma này không phải đường luôn ông ơi. Ông ma gì cũng hú vậy trời. Đúng là mình xài lâu cái bạn nó lên mỡ gạo nè, cái màu mỡ gạo không? Đâu lắm rồi. Đâu lắm. Dạ cái gì đó. Được không? Đóng là không được đâu nha. Được đi. Không được thôi. Không được. Chứ đừng nó được không? Sao vậy? Chứ đừng nó được không? Chú lạnh đẹp dữ hả? Ủa chứ đừng nó lạnh luôn á. Quay theo kiểu đầu tiên anh Lục. Quay kiểu đầu tiên hồi nãy quay phim kia thôi. Rồi quay phim kia. Rồi dướng cổ rồi. Nó đây cái mũi đất cũng quay luôn quá. Cái đùi á. Khoan để tôi vui vô được rồi. Mày vui đâu được. Tôi dục cái tủ lạnh luôn. Rồi được á. Không được luôn rồi dướng cái giò. Thôi chặt bỏ giò đi. Chứ đừng em. Ê chắc bữa ăn chồng của ai vậy? Hắn cái giò xuống ấy, đừng nhón thử được không? Bây giờ có cái này nè, mà lấy hai giò mà ché đường cổ em ngồi là cứ hừ luôn á. Ok không? Sao cái thèm với ảo đây? Giống bánh đậu huyết trời. Trời ơi. Một ma ai não huyết trời. Có cái gì đâu Vĩnh? Mày bà chưa vừa dính hết thèm cái phần hở nè. Ơi hở không sao, hở không sao, hở chút xíu giá chút nữa là nó hết hở rồi. Thôi nè lên vô nè mà tiếng lầm chứ nữa. Rồi vậy đi, vậy là cũng đậu sao không được rồi đó, cũng không hở nè. Hở đâu có thấy được gì trống trời. Cái này chắc ma chết chứ quá. Cái thằng nhát nó chưa chết rồi. Thằng bị ma nhát không sao, con ma chết quẹo nó bú luôn quá. Đội tóc giả lên một chỗ hết thấy đường luôn. Không xuống nữa đi con. Đồ nè. Ừ được nè. Đừng lấy tay vịn vô á. Lấy tay vịn vô. À, dính cái đầu gối một xíu à. Kéo đầu gối vô chút nữa. Chặt cái đầu gối đi. Ừ. Áo khớp rồi đi. Thử chân trước chân sau được không? Ừ mình rủ được. Ghép đầu khối lên chút là được hả? Vịn được không Long? Vịn được không? Đậu xanh con ma này đủ luôn á. Đậu con ma tao đụng ma luôn quá. Để các bạn chờ chút nha, để anh em mình thiết kế con ma lẹ lẹ đầu tiên Ku Vàng vô tới nha bạn. Đậu không nói gì không chưa chạy thêm vậy. A few moments later. Cuối cùng anh em mình đã sắp xếp táo khớp rồi. Là Ku Đồng đã ngồi vừa hết luôn nha. Đây, mua đất trồng củ khoai nè. Gì nữa ơi? Gì nữa vậy? Gì nữa trời? Đó. Bình thường bạn hết luôn nha. Đậu xanh. Rồi dính rồi đó. Trời không mày thở nghe đó mình cha. Mình thở mình địch gì đó cha. Giống rồi đó, cầm củ khoai đi, cái đụng vậy. Đít á, đít á. Lấy cái điện thoại ra đi. Dưới cái gì á? Dưới cái này nè. Lấy cái chổi mày á. Ờ mình khép một chổi mà lại là nó không. Hết rồi. Khoai cái trời. Ông đóng mà nó không dính nữa, ông đóng mà nó không ấy nữa. Ừ. Ừ. Rồi đúng rồi, cái này là ách là bùm luôn hả? Ok luôn nè. Cu Vàng nó ra vô cái kết luôn hả? Vậy là hết luôn hả? Rồi. Lấy cục đá cho lụm để tổng đi đặng nó mát thôi nó chịu ngủ nha. Ôi đá không nổi ấy. Thôi Cu Vàng vô chết luôn rồi. Nói chung là đang nằm trong tủ lạnh ngon lành nha bạn. Đây nó đã đeo nạ xuống núp. Lẹ đi. Ông vô tới liền ông gần đây chứ phải xa đâu. Lẹ đi thôi, nó ngồi đất trồng củ khoai luôn. Ông nhanh đi trời ơi. Đủ không ma này năm sai. Dù tới nữa luôn, đang liệt mình quýu. Tôi giá như chút xíu rồi nó bể bánh là bể bọng việc á, nó đi vô đây cãi họng luôn chết nhắc luôn. Lại đi chết é luôn. Trời ơi, tôi nghe đây à. Rồi bây giờ Ku đang phải xuống ở dưới cái cầu thang cuối lên bạn. Giờ Ku Lùng nó sẽ ở đây nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ tắt đèn để anh em mình trốn nha. Gom hết đồ đạc. À các bạn ơi, thì một cái máy quay mình sẽ đặt lên trên cái góc nhà tới đây nha bạn, và một cái máy quay anh em mình sẽ đặt ở ngoài chiếc nha, tổng cộng đặt hai cái máy quay nha bạn. Bây giờ Lùng nó đã vô vị trí rồi, bây giờ đang nó sẽ xuống dưới cái cầu thang cái nữa, mình sẽ nằm võng tại đây nha bạn. Nếu như mà Ku Vàng vô đây nó không gặp ai hết, nó sẽ nghi nha, nên mình sẽ nằm võng ở đây. Khi mà Ku Vàng ra tới thì mình sẽ tìm cách mình yêu nhà ổng để mình lách mặt để cho mấy này hút cho nó thải. Ok không có chừng á. Trời ông làm đó là tao phụ ông. Trời ơi nó sợ quá, nó sợ không đâu bé. Mời tất cả các bạn cùng mình đón xem cái màn tròn của anh em mình hôm nay nó sẽ như thế nào nè. Rồi thấy ra, ông trên đây đi. À rồi dưới đây. Dấu vết, đi dấu tao rồi dấu gì trời đủ không có dấu tao chút mới chịu rồi. Vết túi. Bây giờ mình ai đây. Dấu đầu tôi nói nó ngang. Nó đóng gương ma lại cái đầu không nữa. Mà hồi chết nhắc luôn. Để đóng cửa ma lại cho bạn đánh vô cậu ơi. Dịnh lên nhanh luôn. Dịnh lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ nằm đây nha bạn. Đó. Chừng nào mà Ku Vàng tới là mình sẽ kiếm chuyện, mình vô nhà đi con hết, đào lắm mặt đi để cho nó ngày hốt với nó này nha. Đủ đâu vậy anh? Giấu không anh? Rồi mày giấu cái xịt á. Nhưng mà sao không giấu không anh? Vậy? Sao không giấu rồi? Đủ không không anh giấu, tao ngồi đâu? Đồ mấy ông kia đâu? Đi mua đồ chút xíu vô tới giờ. Tại em với trời. Cũng đâu miếng hả? Đâu, có nửa tiếng nhiêu. Trời ơi trời. Tắm đi. Rửa, tắm rửa này kia rồi cho nó thơm thô rồi. Đậu xị không sao hết. Đợi tiếng hộ đi đậu xị đi. Có nửa tiếng một thôi. Em nằm để mua chích nhẹ hả? Đồ mấy ông kia đâu? Đi chợ mua đồ gì tới giờ á. Em tự chiêu rồi chứ tự chiêu ăn đúng gì mà đau bụng nhẹ lắm lại gái chứ. To cái bụng này to luôn quá. Đang đau bụng nữa mà kêu làm thật chứ còn gì bằng. Thì làm thật xong ăn luôn. Đừng tao biết mày đói rồi bởi tao có mua đồ gì làm thật mà vô xử liền chứ. Đau bụng quá, đau bụng rồi. Bụng vậy đau bụng nữa không anh? Chiều không biết ăn dính cái gì mà bụng đau hoài luôn. Đâu trời, tao chịu nổi luôn, đâu nó quăng lên cái, đâu nó quăng lên cái nó é luôn. Quăng như tầm bậy tầm bạ không? Ăn gì tao biết đâu đậu xị, tao bụng biết tự đâu mà. Thôi vô đi toilet cho mày. Đậu bụng á. Nhanh nha anh. Làm lại đi chút nha, tao đi toilet cái ra liền. Rồi. Nói nha tao đi toilet cái ra liền. cho nó thèm chứ nữa. NANI?! Ba vô cái ba thằng con dữ ba con dữ tao này luôn. Vô đây này, vô đây. Luôn. Đi vô nội ơi, có ai đâu mà cho chạy nó đủ hổ hù nó chạy nó đi thôi ông đâu. Tụi nó chơi mày đó, có đâu có. Trời ơi ba ơi. Hổ hổ. Vô lại. Ủa sắp dính cái tay ở cha tè ông anh. Trời ơi tới rồi. Nghĩ ơi nghĩ không? Gì hết. Thôi vừa cái lòng tôi bữa mà không có vừa thằng tao đó. Có vô chơi tao. Nói vô hổ mà ông quán sợ. Mày không có ông thật vậy chứ á. Không có mặt con đêm gì sao á. Gì mặt sợ ma vậy, không còn miếng máu đâu vô ông nội. Chạy dữ lắm mà. Cái này sợ ma tới kìa nó chạy dễ chạy nha. Không được chạy dữ lắm mà. Nãy đó mày cái mặt nó chanh vợn còn miếng máu. Nó chạy tới bằng đá hồi trước tao chấm nó một cái ở lại vậy không mày con này này. Rồi mốt còn vô nè em con đêm đâu. Ủa không tới nữa anh em không có gì đâu mà cán. Không chơi ta xèo. Ủa anh dẹp nội để nó đâu, dẹp dẹp nội. Mày dẹp cái đó là mày nghỉ luôn mà. Ừ. Mày dẹp đó mày con đá ngủ luôn. Bỏ đá ngồi luôn hả? Bỏ ngồi nãy giờ luôn trời. Biết nãy tao lụm luôn rồi. Tẹo người luôn không? Có đá người không? Tẹo con ngọt luôn. Tay chân kìa. Thôi, dẹp cái tủ lạnh luôn đi. Rồi, dẹp luôn rồi. Diệu đội, đủ không dẹp tụi tao không ra em. Thôi nghỉ luôn đi. Ủa nghỉ vậy em chơi không? Chạy luôn, tôi về luôn. Về đâu? Không sao nó ngồi không nổi. Không thức. Không nghỉ rồi về rồi. Làm thức tới ơi. Về ngủ không ăn uống giờ nghỉ tới ngủ luôn. Không. Về. Về ba. Ủa bổ mày giống nó nó hùng quá nữa nha. Bỏ hết rồi về luôn. Về luôn luôn kìa. Rồi điếu nữa. Đừng phải là có kiểu vậy đó. Ai mà ngu dữ hơn. Ok.